Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi Zalo sang điện thoại khác không mất tin nhắn. Rồi bây giờ mình sẽ đổi Zalo của máy bên đây sang Zalo của máy đây nha. Mà không mất tin nhắn nha. Bây giờ mình vào Zalo nè. Bây giờ mình muốn à đổi sang Zalo máy bên đây nhưng mà toàn bộ những tin nhắn đây vẫn còn nha. Rồi thì bước đầu tiên, các bạn vào Zalo nha, sau đó các bạn bấm vào cái biểu tượng hình đầu người này ở góc dưới bên phải màn hình chỗ đây là cái biểu tượng cá nhân rồi nha các bạn bấm vào rồi sau đó các bạn bấm vào cái biểu tượng cái bánh răng cài đặt ở góc trên bên phải màn hình đây nha các bạn bấm vào một cái rồi sau đó các bạn bấm vào sao lưu và khu phục rồi bước này các bạn bấm vào sao lưu ngay những dữ liệu dưới đây sẽ được sao lưu này tin nhắn văn bản ảnh trong 365 ngày gần nhất ngoại trừ video file tin nhắn thoại ảnh của nhóm trên 100 thành viên rồi bây giờ các bạn bấm vào tiếp tục chọn tài khoản Google Drive để sau lưu ảnh này thì mình sẽ chọn tài khoản Google đây nha các bạn muốn sử dụng một cái tài khoản Google khác thì các bạn bấm dùng tài khoản khác này sau đó các bạn bấm vào tiếp tục nha thì ở đây mình sẽ sử dụng cái tài khoản đây luôn mình bấm chọn vào sau đó mình bấm vào tiếp tục ngoài ra nó cũng cho mình bấm bỏ qua nha nếu như các bạn bấm bỏ qua thì ảnh nó sẽ không được sao lưu nên các bạn lưu ý rồi bây giờ mình bấm tiếp tục đặt mật khẩu cho bản sao lưu này thì bước này các bạn đặt một cái mật khẩu cho các bản sao lưu nha cái phần đây thì các bạn cũng có thể bấm bỏ qua nha mình sẽ đặt mật khẩu là 1234 đi rồi bước tiếp theo mình bấm vào tiếp tục này sau lưu tin nhắn và ảnh thành công rồi bây giờ các bạn vào Zalo ở máy bên đây nha rồi sau đó các bạn bấm đăng nhập các bạn đăng nhập cái tài khoản mật khẩu của Zalo bên đây vào Rồi thì sau khi mình đã nhập tài khoản mật khẩu đó là số điện thoại và mật khẩu rồi bước tiếp theo mình bấm vào đăng nhập khôi phục tin nhắn và ảnh cũ này. Thì bước này các bạn lưu ý nha là các bạn bấm khôi phục. Các bạn không được bấm mà bỏ qua nha. Nếu như các bạn bấm bỏ qua thì toàn bộ những tin nhắn ở máy bên đây nó sẽ mất nên các bạn lưu ý. Bây giờ các bạn bấm khôi phục. Rồi sau đó các bạn nhập mật khẩu của bản sao lưu, cái mật khẩu hồi nãy mình đặt á là 1234. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp tục. Đang khôi phục tin nhắn này. Rồi các bạn đợi một chút cho nó khôi phục nha Thì như các bạn thấy toàn bộ tin nhắn ở máy đây Nó đã chuyển qua máy bên đây Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách đổi Zalo sang điện thoại khác không mất tin nhắn. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.